nội dung của bài này nó sẽ có hai phần thứ nhất là sẽ giới thiệu các bạn biết cái kiểu inum là gì và sử dụng như thế nào thứ hai là cái kiểu union là gì và sử dụng nó như thế nào thì đầu tiên các bạn sẽ đi vào cái phần là kiểu inum ha thì các bạn thấy là kiểu inum nó là một cái dạng kiểu dữ liệu liệt kê thôi ha nó dùng để tạo ra các kiểu dữ liệu mà nội dung của nó là nó có chứa những cái cái giá trị đặc biệt ha. nó không phải là kiểu dữ liệu nguyên thủy cũng không phải là true phone ha. cái cách khai báo của nó như sau đầu tiên là các bạn khai báo là inum rồi cái tên của nó và bên trong này là cái value các cái giá trị ha. và cuối cùng là cái cái tên của đối tượng đó là gì ha. như vậy thì các bạn xem cái ví dụ rồi các bạn dễ hiểu ha ví dụ như trong cái quá trình các bạn lập trình các bạn có một cái mảng màu đi một cái mảng màu của mình thì mình có thể mình định nghĩa cái mảng màu này nó cố định ha. Ví dụ như mình có cái mảng 8 cái màu cố định này, thì các bạn có thể định nghĩa là Enum My Color. Đây là cái tên của mình ha. Cái tên các bạn tự đặt. Muốn đặt gì là đặt. Rồi cái giá trị bên trong của nó là tên luôn. Cái này là những cái giá trị tên. Ha, tên của màu. Thì các bạn để ý là làm gì có cái kiểu dữ liệu là black đúng không? Đâu có kiểu dữ liệu blue đâu. Cho nên là cái Enum này nó chứa một cái giá trị đặc biệt. À, nó không phải kiểu dữ liệu nguyên thủy. Được chưa? Thì giúp cho các bạn là khi các bạn lập trình các bạn có thể định nghĩa một cái mảng dữ liệu nào đó mà nó của riêng mình ha. Hoặc là các bạn uh, sử dụng nó một cách uh, đặc biệt cố định không có thay đổi Thì các bạn định nghĩa cái kiểu này ha. Rồi mình sẽ ví dụ các bạn thấy ha Ví dụ như khi mà các bạn khai báo một cái mảng màu này xong rồi nè Thì các bạn hoàn toàn khai báo một cái biến thuộc cái tên của Enum Ví dụ như column 1 là thuộc cái kiểu là kiểu my color à, hoàn toàn khai báo như thế này được ha và các bạn có thể gán ví dụ như my color 1 bằng blue ha nó nghĩa là các bạn có thể gán nó một trong những cái giá trị này nè ha nếu các bạn gán ngoài cái giá trị này là không được ha rồi ở đây các bạn có thể gán nó hoặc là các bạn kiểm tra nó mang giá trị gì ví dụ như các bạn có thể kiểm tra là nếu cái my color một này nó có bằng green hay không ha thì nếu bằng green thì các bạn gán nó lại bằng red à, thì đây là các thao tác là gán nè và so sánh nó lấy giá trị so sánh nó à, rồi các bạn lưu ý là mỗi cái tên trong danh sách enum á là nó tượng trưng cho một cái giá trị nguyên ha và nó bắt đầu từ vị trí không ví dụ như không một hai ba bốn năm sáu bảy và các bạn hoàn toàn có thể gán giá trị khác cho mỗi cái tên bằng cái hàng nguyên ha à, các bạn sẽ qua cái ví dụ này các bạn sẽ thấy nó rõ hơn nè đầu tiên là mình có một cái kiểu Enum my color được chưa thì các bạn khai báo các cái giá trị của nó rồi các bạn khai báo color 1 nè các bạn hoàn toàn có thể gán là my color 1 bằng my color 2 có nghĩa là thay vì các bạn gán là my color 1 bằng green thì các bạn có thể gán nó bằng cái cái chỉ số trong cái mảng inum này à, như vậy thì chắc chắn my color 1 này nó sẽ mang giá trị là green sau đó các bạn kiểm tra cái My Color 1 này nó cấp bằng Green hay không thì đúng ha tại vì nó nó đang bằng rồi sau đó các bạn mới gán nó bằng red có nghĩa là nó bằng 0, một hai ba bốn thì khi các bạn xuất cái My Color 1 thì chắc chắn nó sẽ ra cái giá trị là là bốn ha thì đó là cách mà các bạn khai báo và các bạn sử dụng kiểu inum như thế nào ha rồi bây giờ mình qua tiếp theo là mình dùng kiểu union thì kiểu union á là nó đặc biệt ở chỗ là một phần bộ nhớ có thể được truy xuất dưới dạng nhiều kiểu dữ liệu khác nhau ha mặc dù chúng nằm trong một vị trí của ô nhớ như vậy thì các bạn lấy các bạn thấy một điều ha là những cái thành viên này nè nó đều nằm trong một vị trí của bộ nhớ ha đều nằm đúng một vị trí thôi cho dù nó có bao nhiêu thành viên thì nó đều nằm đúng một vị trí thôi tuy nhiên mỗi cái thành viên này nó có thể mang cái kiểu dữ liệu khác nhau, à, đây là điểm đặc biệt của union. Rồi giả sử các bạn khai báo một cái union có tên là số học, thì các bạn định nghĩa là cha in float à, và tên của nó là số. Yeah. Như vậy thì các bạn muốn truy xuất đến biến thành viên của union thì các bạn truy xuất giống như struct đó, là cũng dùng toán tử dấu chấm ví dụ như số .c, số .y, số .f, thấy chưa? Tuy nhiên các bạn lưu ý một điều nha, cái câu này rất là quan trọng nè, cái câu này cực kỳ quan trọng luôn. Các bạn thấy nè, hồi nãy mình định nghĩa là cái kiểu dư ninh là những cái biến thành viên này nó đều nằm chung một cái vị trí trong bộ nhớ, thấy chưa? Cho nên các bạn thấy là bất kỳ cái sự thay đổi nào đối với một thành viên thì nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả những thành viên còn lại tại vì tất cả chúng đều đều nằm chung một vùng nhớ cho nên các bạn có thay đổi một thành viên thôi thì tất cả những thành khác nó sẽ bị thay đổi à, thì bây giờ sẽ đi qua cái ví dụ cụ thể cho các bạn thấy nè ví dụ nha các bạn đọc cái ví dụ bên bên phải trước đi cho dễ hiểu đầu tiên cũng có cái union số học nè cif thì giả sử các bạn gán số chấm c bằng ký tự c rồi các bạn xúc nó ra thì các bạn thấy nó xuất ra c nè được chưa rồi các bạn gán số chấm y bằng một các bạn xuất cái số y ra thì nó là một rồi các bạn gán số chấm f bằng một năm các bạn xuất nó ra thì nó là một năm như vậy là nó đúng đúng sợ gì nó đúng là tại sao các bạn gán xong thì hai thằng dưới nó cũng thay đổi nè nhưng mà các bạn chưa xuất hai thằng dưới các bạn xuất cái thằng các bạn vừa gán thôi rồi sau đó các bạn thay đổi thằng y bằng một sau đó các bạn xuất y thì lúc này cái y này nó đúng nhưng cái c này nó sai tại các bạn không xuất ra thôi chứ nếu các bạn xuất cái 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 số chấm c thì chắc chắn nó sai ha, tương tự cái số chấm f nó cũng sẽ bị sai ha, rồi các bạn quay lại đọc cái ví dụ bên trái nè các bạn gán số c bằng bằng c số y bằng một số f bằng một năm thì khi các bạn xuất xuất ra ba số nè cf thì đảm bảo các bạn một điều rằng chỉ có cái số chấm F là đúng thôi. Tại vì cái số chấm F là cái giá trị thay đổi cuối cùng. Còn hai cái giá trị này nó đã sai rồi. Tại vì nó dùng chung cái vùng nhớ. Cho nên các bạn thấy kết quả nó xuất ra là chỉ có cái F đúng thôi. Còn hai cái trên sai. Ha. À, do đó các bạn muốn xuất đúng thì các bạn gán cái nào các bạn xuất cái đó. Hoặc là các bạn sử dụng cái đó. À, ngoài ra là những cái khác nó bị sai. À, tại vì nó tóm lại một câu là tại vì nó sử dụng chung vùng nhớ cho nên là mỗi sự thay đổi của một thành viên tất cả thành viên khác nó đều thay đổi chưa rồi như vậy thì các bạn có thể là viết lại những cái đoạn này để các bạn chạy các bạn minh họa ha rồi vậy thì xin kết thúc cái bài học ở đây ha